Xin chào các bạn, chào mừng quay, quay trở lại với kênh của mình. Như thường lệ hôm nay uh, chủ nhật chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong cái uh, tuần tiếp theo, tuần thứ tư của tháng 4 năm 2021. À uh, sau một cái tuần vừa rồi cũng khá nhiều các cái biến động, khá nhiều các cái tin tức cũng như là cái thanh khoản của thị trường nó 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 gia tăng do là tình trạng nghẽn nó được giải quyết một phần, đúng không ạ? Thì uh, chúng ta có rất nhiều vấn đề. Và cái tuần tiếp theo này thì ở góc độ cá nhân mình nhận định thì chúng ta cũng phải giao dịch hết sức thận trọng để mà xem cái tuần tiếp theo này nó là cái tuần tích lũy hay là tuần phân phối tức là cái thị trường ở vùng hiện tại ấy, thì nhiều người cho rằng nó đang phân phối Đó, nhưng mà rồi cũng nhiều người cho rằng nó đang tích lũy thì cái câu chuyện thực tế của nó sẽ diễn ra như thế nào thì khả năng cái tuần này nó sẽ phản ánh hết và nó uh, nó sẽ cho chúng ta rõ cái xu hướng là thực tế nó là tích lũy hay phân phối à, thêm nữa là cái tuần này chúng ta chỉ có bốn phiên giao dịch thôi phiên giữa tuần phiên ngày thứ tư thì như chúng ta sẽ nghỉ lễ dỗ tổ đúng không ạ Đấy, thì chúng ta chỉ có bốn phiên thôi để mà chúng ta xác định xem là đây là vùng tích lũy hay đây là vùng vân vối nó dựa vào cái động lực của thị trường dựa vào cái cái áp lực chốt lời cũng như là cái rất nhiều các cái tin tức khác à, thì chúng ta sẽ nhận định và chúng ta sẽ chia sẻ thêm trong cái video hôm nay tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư à, quay trở lại với thị trường thì đây chúng ta thấy là trong tuần vừa rồi chúng ta có năm cây nến đan sen nếu chúng ta nhìn rộng ra cho hai tuần thì chúng ta thấy rằng cái tuần vừa rồi nó cũng không khác gì tuần trước ạ đúng không tuần vừa qua năm cây nến nó không khác gì tuần trước nó chỉ khác hơn ở chỗ là cái biên của nó lớn hơn nha các bạn biên của nó lớn hơn về giá trị về mọi thứ nó vẫn cũng là lớn hơn tức là nó đóng cửa tính là tính là đóng cửa tuần này vẫn cao hơn tuần trước đúng không ạ và gì chúng ta thấy tuần trước đó, nó lại khác biệt thêm một điểm nữa là gì tuần trước thì chúng ta có năm cây nến thì tới hai cây nến đỏ và ba cây nến xanh nhưng ngược lại tuần này thì lại xấu hơn biên lớn hơn đóng cửa thì vẫn là một cây nến mang tính chất là lưỡng lự nhiều hơn y như tuần trước thôi nếu tuần trước thì nó lưỡng lự nhẹ nhàng đúng không tuần này thì chúng ta thấy cái biên của nó lớn hơn và những thân nến những cây nến nó dài hơn kể cả cây nến doji của cuối tuần nó cũng dài hơn đó và gì và cái cái nó có tới ba cây nến đỏ và có hai cây nến xanh thôi đó tức là bản thân thị trường ở vùng này người ta cũng đang khá khó đúng không? Đang khá là khó phân xử ở cái vùng hiện tại. Liệu rằng đây nó là cái vùng phân phối, Nào, còn cái việc mà nó đẩy mạnh thanh khoản ở năm cây này. Đúng không? Thì chúng ta tính cho là cái việc là nó xử lý được cái cái việc hết nghẽn. Đúng không? Cuối tuần trước thì thứ bảy tuần trước thì HOSE cũng tiếp tục chạy thử hệ thống và đến thứ hai thì nói là nâng cái lưu lượng lên khoảng 25% nữa. Đó thì dẫn đến là cái thanh khoản nó vượt lên như thế này chứ không phải là đấy cho nên là một phần chúng ta khó xác định bởi vì cái câu chuyện lúc này là gì giá không tăng nhưng mà vô tăng thì câu chuyện ở đây nó có phải là cái việc mà nới nới cái lệnh lên 25 phần thì cái vô nó tăng hay là cái áp lực bán là nó tăng nó nó rất là khó để cho chúng ta xác định Bởi vì cái thị trường nó 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 cả giật cả giật đúng không chứ còn nếu giả sử như những cái phiên thanh khoản như thế này giả sử nếu những phiên như thế này mà không ngẽn thì cũng có thể là có những phiên vô nó lớn hơn thế này chứ tôi nói cụ thể ví dụ phôn vô phiên kéo vượt 1 hai này chẳng hạn thì vô nó phải lớn hơn chứ đúng không đánh break đi nhưng mà vẫn ngẽn nhưng mà vẫn kéo được đấy thì rõ ràng là vùng này rất khó để cho chúng ta xác định đúng không trong khi các cái thị trường xung quanh chúng ta thì nó đang đánh tôi đang đánh giá nó ở một góc độ rất là tích cực khu vực nhất là khu vực châu âu và, và khu vực bắc mỹ đây chúng ta nhìn thị trường chứng khoán mỹ là liên tục lập đỉnh và vượt đỉnh đấy các bạn thấy thị trường chứng khoán mỹ liên lên miệt mài luôn lên không có dấu hiệu ngừng nghỉ luôn hiện tại đóng cửa mức 34.200 đó, kết tuần đóng cửa 34.200 vẫn là ở đỉnh vượt 34.000 rồi trong khi chúng ta vẫn cứ loay hoay vùng quanh 1 200 đi không nổi cái câu chuyện là gì tại sao chúng ta yếu hơn họ hay là ở chuyện gì đối với thị trường Mỹ chúng ta thấy trong cái tuần vừa qua nó cũng được hỗ trợ bởi bởi rất nhiều đúng không doanh số bán lẻ của Mỹ tăng rất là mạnh tôi đang nói nếu về các cái dữ liệu kinh tế thì nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng rồi mọi thứ nó cũng chẳng kém gì các thị trường này cả thì tại sao thị trường chứng khoán không đi được Đấy là một câu hỏi mà chính những người gọi là những người tạo lập hay là kể cả đội lái hay là kể cả nhà đầu tư cũng phải đặt câu hỏi về vấn đề này. Thế là ai đang muốn kìm nó lại? Có muốn kìm hay không? Hay là nó không đi được? Hay là vì nghẽn vì tiền không vào được nên nó không đi? Chúng ta phải đặt câu hỏi về vấn đề này. Đúng không? Nhanh số bán lẻ của Mỹ tăng 9,8%. Cao hơn so với cái dự phóng của người ta là khoảng hơn 6%, 6,1%. Cao hơn rất nhiều nhưng mà. Cùng với đó là cái gì? Cái tỷ lệ thất nghiệp của nó giảm. Giảm 200.000 việc làm tức là tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,1%, 6,1%. Giảm gọi là có thêm 200.000 việc làm mới trong cái, cái 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 tuần tiếp theo này. Đó, sản lượng công nghiệp của nó thì tăng 2,7%. Thì thì như vậy là đấy là một cái tín hiệu rất là tích cực của nền kinh tế. Đúng không? Và đó nó phản ánh luôn thị trường của nó đi lên. Cái đấy là rõ. Đó mà ở thị trường của chúng ta thì đôi lúc có những cái điều nó hơi ngược đời một chút xíu mà các bạn hình dung mà vẫn nếu ai mà mà tham gia lâu mà chịu khó để ý một chút xíu chúng ta sẽ thấy này cứ ông nào mà ra tin mà trước khi ra tin thì không bạn trước khi ra tin có thể là bằng cách này cái khác nó đánh lên mà nhưng mà nếu ra tin rồi kết quả kinh doanh tăng khủng lợi nhuận khủng tăng gấp mấy chục phần trăm mấy trăm phần trăm so với cùng kỳ hay là so với quý trước thì tôi không cần biết chả biết cứ thằng nào ra kết quả kinh doanh khủng khủng bố là y như rằng cổ phiếu giảm ngược lại những doanh nghiệp nào cứ vi phạm công bố thông tin rồi doanh thu lợi nhuận âm rồi báo lỗ lũy kế để mọi thứ được, cổ phiếu cứ trần Có một cái thị trường nó buồn cười và rất là lạ giống như là nó không phản ánh đúng thị trường đó mà y như một cái gọi là một canh bạc tôi nói thật ở thị trường phương tây ở thị trường mỹ chúng ta thấy người ta đầu tư rất rõ ràng đúng không tốt là nó lên tốt xấu là nó xấu xấu là nó oánh cho nó tơi bời tơi tả luôn nó ví dụ JP Morgan nó báo cáo doanh thu lợi nhuận của nó tăng tới 130% trăm mà cổ phiếu nó giảm bởi vì sao người ta lo sợ là cái đợt vừa rồi cái cái vụ Cold Margin đó là nó lỗ. Đó thì nó ảnh hưởng, tức là nó chưa công bố nó chưa tổng hợp vào quý này hay gì đó thì người ta vẫn lo lắng thì cái cổ phiếu nó giảm đấy bình thường. Còn những ngân hàng khác các bạn thấy doanh thu lợi nhuận của nó tăng vài ba chục phần trăm. Thế là cổ phiếu nó vẫn cứ lên. Đó mà nó kéo thị trường người ta lên đàng hoàng. Và nó rõ nó phản ánh hết vào đây của chúng ta nó cứ phản ánh kiểu gì đúng không không có đúng không có chính xác tí nào đó rồi thị trường khu vực châu Âu các bạn nhìn nhìn dáng dấp của cái chỉ số euro stock nó nó đi đâu khác gì chứng thị trường Mỹ đâu các bạn nhìn nó nhìn cái đồ thị này các bạn nhìn đây biểu đồ này nhìn nó dễ hình dung và nó dễ so sánh hơn là biểu đồ nến nha các bạn đó đây các bạn nhìn này đó chứng khoán Mỹ đây là chỉ số euro stock của châu Âu nó cũng đang ở đỉnh đỉnh này là đỉnh của đỉnh luôn nhé các bạn kể cả Mỹ cũng vậy đỉnh mọi thời đại luôn á chứ không phải đỉnh của một cái nhịp nào tất nhiên thị trường của chúng ta vẫn đâu đó loanh quanh ở đỉnh mọi thời đại nhưng mà đây lại đang rất là yếu đúng không ạ chúng ta nhìn mà xem chứng khoán Nhật thì có lẽ là yếu hơn một chút xíu đó yếu hơn một chút xíu nhờ nó đi ngang trong cái tuần vừa qua à, tuần vừa qua thì Nhật nó cũng đang đối mặt với rất nhiều vấn đề à, việc có tổ chức Olympic Tokyo hay không là một chuyện đó rồi các cái biến thể virus mới ở Nhật cũng khá là là, là 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 nặng và nó ảnh hưởng khá nhiều một số các cái địa phương của nó vẫn đang áp đặt một số các cái lệnh phong tỏa đúng không ạ và và trong trong tuần vừa qua thì cái hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Nhật cũng sẽ diễn cũng đã diễn ra vào ngày 16 tháng 4 tất nhiên là à, hai bên cam kết để hợp tác về những vấn đề về an ninh trong khu vực này hợp tác về công nghệ này ở chống biến đổi khí hậu và đặc biệt là họ có bàn về cái việc mà chống nổi lên của Trung Quốc tức là chống cái sự vươn lên của Trung Quốc, vươn lên về mọi mặt nhé. Bành trướng về mọi mặt của Trung Quốc thì Nhật và Mỹ cũng đã bàn bạc và cũng đã tính toán. Đấy. Tất nhiên là cái hội đàm này thì nó diễn ra trong vòng 2 ngày, từ 16 đến 18 tháng tháng, 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 4. Đó thì cũng có nhiều vấn đề được bàn. Đó. Và cái vai trò, cái khẳng định cái vai trò của các quốc gia này. Nó Rồi ngoài ra chúng ta để ý là trong khu vực châu Á của chúng ta thì cái, cái căng thẳng ở giữa giữa Nga và Ukraine. Nó Và đồng thời với đó thì nó là căng thẳng giữa Nga và Mỹ nó cũng đang diễn ra đấy thì thì những cái câu chuyện này chúng ta cũng phải hết sức quan tâm những cái tình hình nó nó nói thẳng là khá là quan trọng chứ không phải là đơn giản đúng không ạ rồi đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc thì nó có vẻ là yếu hơn một chút xíu bản thân thị trường Trung Quốc nó đã bước vào cái pha điều chỉnh trước các cái thị trường khác rồi nó cũng đã lập đỉnh rồi nhé chứ không phải không rồi nó điều chỉnh chứ không phải là nó lầm lũi nó đi đi xuống chúng ta thấy rằng những cái dữ liệu của của Trung Quốc công bố gần đây viên thứ sáu vừa rồi khá là tích cực viên thứ sáu vừa rồi thì thị trường chứng khoán trung quốc cũng tăng nhưng mà tăng tăng nhẹ thôi chúng ta nhìn cái 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 thanh khoản của nó xuống khá là thấp nha Đó, đây nó không bị nghẽn đâu nhìn cái thanh khoản các bạn nhìn về vôn về cái khối lượng giao dịch đó, của các cái thị trường đó, nó đang khá là thấp đó khối lượng của nó bắt đầu có dấu hiệu đi xuống nhá nó không giống như thị trường của ta là cái khối lượng bắt đầu đi lên nó có vẻ ngược ngược ấy nhưng mà đi lên thì có theo tôi nghĩ là nó do hết nghẽn thôi đó thị trường trung quốc cũng vậy Trung Quốc vừa rồi công bố tăng trưởng GDP trong cái quý 1 vừa rồi là 18,3%. Nó vẫn thấp hơn so với giới chuyên gia người ta dự báo là 19%. Đúng không Ở sản lượng công nghiệp của nó tăng 14,1%. Nhưng mà vẫn không đạt so với kỳ vọng của giới đầu tư là nó tầm khoảng 17%. Đó, tức là tăng trưởng nghe thì rất là mạnh. Nhưng mà nó không đạt so với kỳ vọng đó, nhưng mà chúng ta chú ý thêm một điều là bản thân thị trường trung quốc sao nó không phản ứng rất mạnh và nó nó thấy các cái dữ liệu như vậy và nó phải tăng như điên mới đúng Nó tăng còn mạnh hơn ông, ông mỹ mới đúng Vậy tại sao bởi vì cái cách tính gdp của trung quốc nó hơi khác so với mỹ thậm chí là gần như là ngược gdp của trung quốc nó tính là nó nó tăng theo dạng là cái quý này so với cái quý cùng kỳ các bạn hình không ạ ví dụ nó tăng 18,3% như cái báo cáo hôm thứ sáu là nó tăng 18,3% so với quý 1 của năm 2020 mà các bạn biết quý 1 là quý 1 của năm 2020 năm ngoái là nó đang ở đỉnh dịch các bạn, đỉnh dịch của Trung Quốc. Cho nên là thị nền kinh tế của nó thảm bại như thế nào. Thì rõ đang nó nó tăng mạnh. Còn nếu xét về góc độ mà tăng giống như kiểu của của Mỹ của một số nước là người ta tăng là người ta so với cái quý liền trước. Tức là quý này so với quý kia, à, quý quý sau so với quý liền trước. Đó thì nếu tính theo cái cách đó thì GDP của Trung Quốc nó tăng chỉ 0,6% thôi nó cho thấy các bạn thấy một điều là gì cái nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang phục hồi nhưng mà tốc độ phục hồi khá chậm các bạn hình dung ạ à? chứ chứ không là thị trường nó đã phản ứng mạnh hơn rất là nhiều rồi chứ không phải là nền nó tăng có chút xíu tăng không phải mấy phần trăm không không có đâu đúng không với những cái dữ liệu mà tăng khủng khiếp như thế này các bạn hình dung cái tỷ lệ tăng trưởng nếu một cái quốc gia nào đó ví dụ như mỹ chẳng hạn nó tăng trưởng GDP nó dự kiến nó có vài phần trăm thôi năm sáu phần trăm hay là khủng khiếp cỡ nào và trong khi trung quốc là nền kinh thứ hai mà các bạn tăng mười mấy phần trăm nó cho nên là nó cũng không phản ứng nhiều chúng chúng ta nghe về con số thì nghe thấy ghê gớm lắm nhưng mà thực thực tế nó là như vậy để mà chúng ta thấy là ừ cái nền kinh tế này đang phục hồi khá chậm chứ không phải là nó phục hồi quá nhanh đâu đó chúng ta hiểu cái bản chất của vấn đề thì chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn và đây thị trường nó phản ứng cũng khá rõ đấy cũng tăng lại đấy nhưng mà các bạn thấy nó phản ứng nhẹ nhàng bình thường đúng không Hồng Kông cũng thế đó thì chúng ta cũng theo dõi thêm các cái dữ liệu kinh tế mà có một số thứ chúng ta cũng phải quan tâm trong giai đoạn này là tổ chức y tế thế giới cảnh báo là cái số lượng ca nhiễm covid là tăng cao kỷ lục kỷ lục cả về số 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 người chết nữa nó mà bản thân trung quốc bây giờ cũng đâu phải là hết hẳn đâu đúng không mà cái 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 trung quốc các cái dữ liệu của nó nếu xét về một góc độ nào đó thì các bạn cảm giác là nó rất là mạnh đó. nhưng mà cách tính của nó đấy nãy tôi nói rồi GDP tăng 18,1 uh, 18,3 phần trăm nó doanh số bán lẻ tăng 34,2 phần trăm sản lượng công nghiệp tăng 14,1 phần trăm rồi gì nữa cái cái tỷ lệ thất nghiệp thì lại giảm còn 5,3% nó đầu tư tài sản cố định là tăng 25,6% rồi thu hút vốn đầu tư FDI dài tăng 40% đấy cũng lại là câu chuyện thu hút FDI tất nhiên là cái tăng 40% này là mức cao nhất từ năm 2002 đến giờ ở ở chỗ Trung Quốc nhưng mà các bạn so cho so năm 2020 nó Covid như thế thì ai dám đầu tư vào đúng không ạ thì bây giờ nó so với năm trước thì, thì rõ ràng rồi phải tăng nhiều rồi đó, tất nhiên là nó vẫn có tăng bởi vì nó lên là cái mức tăng đây là tính về cái mức tăng nhé còn cái dòng tổng dòng tiền thì chúng ta không bàn đúng không? đó là tăng so so với năm hai là to cao nhất từ năm hai nghìn hai đến giờ đó, nhưng mà thực chất là cái dòng tiền nó tăng không bao nhiêu đâu dấu hiệu nó còn rút ra nhiều hơn so với năm trước năm hai mươi cái dòng tiền mà nó nó tập trung vào trung quốc còn nhiều hơn ý. nhưng mà bây giờ nó có dấu hiệu là rút ra lại chứ không phải là là tăng nhiều đâu đó, các bạn thấy những cái dữ liệu mà nó báo cáo như vậy các bạn cố gắng các bạn uh, theo dõi cho kỹ đó thì đấy là đối với Trung Quốc các thị trường xung quanh của chúng ta chúng ta cũng cũng phải quan tâm và chúng ta phải theo dõi rồi tình hình dịch bệnh cũng vậy đúng không rồi ngoài ra là trong cái tuần vừa rồi nó cũng có một cái tin cuối tuần một tin khá là tích cực cho thị trường trong nước của chúng ta đó là Mỹ Bộ Tài Chính Mỹ đưa Việt Nam và thị sĩ ra khỏi cái danh sách thao túng tiền tệ cả Trung Quốc nữa mà Trung Quốc thì nó không còn nằm trong danh sách thao túng tiền tệ của Mỹ đó, nhưng mà bộ tài chính Mỹ lại đưa Trung Quốc vào cái danh sách gọi là còn tức là vẫn còn nằm trong một cái danh sách theo dõi việc điều hành ngoại hối, tức là Trung Quốc dạo này nó giảm mua ngoại hối chứ nó không có tăng mua nó không, không có mua ngoại hối nhiều như trước nữa, à, có thể nó bớt phụ thuộc vào đồng đô la đi, đó, nó muốn đẩy mạnh cái, cái, cái sức mạnh của đồng nhân dân tệ lên đó, thì nó vẫn nằm trong cái danh sách mà theo dõi điều hành ngoại hối chứ nó cũng không làm cho nó đúng tiền tệ nữa, đó đấy là một cách mà để người ta giảm bớt cái căng thẳng thương mại giữa như giữa Mỹ và Trung Quốc, đúng không ạ? Đó và tuần vừa qua thì à, bản thân Trung Quốc cũng ký thông qua cái cái Recep, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Ấy. Trước đó thì Singapore và Thái Lan ký rồi, về giờ Trung Quốc. Đó, chúng ta thấy 11 nước đúng không? Các nước bắt đầu lần lượt ký cái hiệp định này. Trong thời gian sắp tới nếu mà triển khai thì đến cuối năm mà ký hết thì cái hiệp định này nó có hiệu lực và nó đi vào hoạt động đi vào thực tế thì chúng ta thấy khoảng chiếm khoảng hơn 30% GDP toàn cầu. Đấy một cái hiệp định một cái đối tác một cái hiệp định khá lớn cho 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 khu vực. Đó, thì chúng ta theo dõi thêm các cái diễn biến của các cái thị trường. Đây đấy là cái cái tình hình xung quanh của chúng ta. Các thị trường nếu xét được một góc độ nào đó đang khá là tích cực, đúng không ạ? Đây nhưng mà ngược lại thị trường trong nước của chúng ta thì uh, một vài phiên cuối tuần, đặc biệt là phiên thứ sáu vừa rồi cũng có những thông tin một phần là người ta lo lắng là cái việc liệu Việt Nam có còn nằm trong uh, trong uh, danh sách thao túng tiền tệ hay không. Lúc đấy nó chưa có tin, chưa có Uh, dữ liệu cụ thể nhưng mà đến tối thứ sáu khoảng 20 giờ tối thứ sáu giờ Việt Nam thì nó mới ra tin tức là sáng sớm giờ Mỹ thì nó mới công bố cái cái cái, cái kết quả đó nó và dẫn đến làm cho thị trường của chúng ta nó cũng khá là căng thẳng rồi cộng với thêm là gì báo chí bắt đầu cũng đưa tin là tối ngày hôm trước sáng hôm trước thì nói là ngân hàng nhà nước sẽ xét tín dụng siết tín dụng và bất động sản và chứng khoán nếu góc một xét ở một góc độ nào đó các bạn hình dung cái tin này là xấu nhỉ? nhưng mà cái tin mà siết tín dụng thì theo tôi thấy nó đang năm nào nó cũng đang năm nào cũng nói siết tín dụng năm nào siết tín dụng mà nó vẫn cứ gọi là vẫn cứ tăng như điên, ha. chứng bất động sản vẫn cứ tăng như điên. Siết thì các bạn siết kiểu gì? Siết là siết ở đâu đúng không? Hay là chúng ta chỉ siết trên chỉ đạo siết trên gọi là văn bản thôi. À, còn ở ngoài giá nó vẫn cứ tăng như điên, giống như ngày xưa bảo là là gì bảo thịt heo mà 200 trăm ngàn một ký thì thì ở đâu có? Trong khi là người dân mà bán thịt lợn ra tức là thịt heo xuất chuồng có sáu năm bảy chục nghìn thôi. Đó, thì phải chỉ đạo làm sao giá heo ở ngoài chợ sáu bảy chục nghìn đấy cũng chỉ đạo quyết liệt lắm nhưng mà rồi đến lúc mà chúng ta thấy ra chợ mua bảo sao không có mấy chục nghìn thôi nó kêu lên tivi mua đúng không ạ đó rồi nhiều chỗ bây giờ chúng ta thấy bảo bong bóng bất động sản rồi rồi gọi là gì à, giá bất động sản tăng cao thì nhiều khi nó lại bảo lên mạng mà mua đúng không ạ lên mạng mà mua với giá cao đấy giá thấp làm gì có đấy thì đôi khi cái thực tế của chúng ta nó cũng vậy đối với cái thêm nữa đôi khi là gì những cái tin tức mà chúng ta à, đọc báo chí thì đôi lúc cũng đăng ở một góc độ nào đó chúng ta nhìn những cái 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 thế chúng ta đọc chi tiết vào cái bài hoặc là những bạn nào mà anh chị nào mà quan tâm thì chúng ta theo dõi kỹ được cái phiên họp này cái hội nghị này thì rõ ràng là cũng chẳng có ai nói là sẽ siết cả đúng không thậm chí nó còn ban hành thêm một cái cái cái, cái thông tư 03 về cái cơ cấu lại các khoản nợ này tất nhiên là nó giãn nợ này kia cho các doanh nghiệp nhưng mà không phải là nó hủy không phải nó 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 không cho bắt người ta trả nợ nữa nhưng mà nó từ từ nó hoãn thì bằng cách này cách khác thôi đó và đến cả thống đốc ngân hàng cũng nói rằng để làm gì đúng không bằng cách này khác khác điều hành làm sao cho tăng trưởng tín dụng nó an toàn không đánh đổi lợi nhuận với rủi ro trong hoạt động ngân hàng đó thì bà nói này có cái nào ép chúng ta phải siết không đó rồi ông anh anh Tuấn Anh vụ trưởng vụ tín dụng cũng nói rằng này đó điều chỉnh theo diễn biến tình hình thực tế chứ có nói là siết đâu đúng không ạ thế rồi cuối cùng là các bác đầu cơ hay là đầu gì không biết nhưng mà cuối cùng chúng ta cứ cuống cuồng hết lên đúng không đọc nhiều khi giật tít cái chúng ta đọc rồi chúng ta hoảng hồn luôn chẳng đọc cái nội dung chi tiết là như thế nào nó rồi thống kê dư nợ ở chứng khoán này đạt 45.000 tỷ cái thì cái dư nợ margin này theo mình đánh giá lên là có thể là vẫn chưa đúng thực tế đâu nó còn cao hơn nhiều ấy đó các bạn cứ cứ, cứ thử hình dung mà xem con số 45 000 thì bây giờ các bạn đặt lệnh sử dụng margin các bạn thấy hết rom nó đang kịch kim nhiều lắm ấy mà các bạn tính tổng vốn hóa của các công ty chứng khoán hiện tại là bao nhiêu trong khi đặt mà nó cứ hết rom là các bạn hình dung câu chuyện tiền nó như thế nào đó, cái dư nợ còn theo mình đánh giá nó còn lớn hơn con số này, này. đó thì thôi các bạn đọc đọc thêm đúng không đấy siết cho vài bất động sản này. sẽ bám sát diễn biến vĩ mô tình hình dịch bệnh trong nước rồi theo hướng mở rộng, tập trung cho vay với lĩnh vực ưu tiên sản xuất kinh doanh này, nó cũng chẳng có nói từ nào là siết cả, thế mà các bác cứ bảo là siết, đó khi có biến động này, dư nợ trên thị trường không thể dự báo biến động kiểu gì, cả. đó, hiện khi ngân hàng mà tự doanh chứng khoán thì rất ảnh hưởng đến nguồn vốn, nguồn vốn nhưng mà rồi cuối cùng sao, cứ mang lại lợi nhuận cho họ là được, thậm chí nếu nếu ai mà đọc kỹ báo cáo tài chính của đa phần các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Nha, các bạn chỉ, chỉ, chú ý cho tôi cái giai đoạn năm 2020 vừa rồi tình hình dịch bệnh như vậy sản xuất kinh doanh đa phần là khó khăn phần lớn lợi nhuận của các doanh nghiệp đều đến từ đầu tư tài chính mà có thể là đầu tư chính cổ phiếu của họ đầu tư cổ phiếu của các công ty khác chứ không phải là sản xuất kinh doanh khó khăn như thế thì tiền đâu mà nhiều vậy lợi nhuận đâu mà khủng như thế và thậm chí kể cả ngân hàng cũng vậy ngân hàng họ cũng tự doanh tự doanh trên cổ phiếu mà có thể tự doanh chính cổ phiếu của ngân hàng họ hoặc là các cái ngân hàng khác hoặc là các cái cái công ty khác họ cũng có tự doanh họ cũng mang lại cái lợi nhuận từ cái đám này đó, nó nhiều vấn đề lắm chứ đâu phải là chúng ta cứ cứ nghĩ là câu chuyện là sản xuất là ngon đúng không ạ đó thì bây giờ là gì người ta lo sợ là gì lo mà tiền nó cứ chảy hết vào đất nó chảy hết vào thị trường chứng khoán rồi à, rồi rồi mấy cái thứ sản xuất thì không ai lo với sản xuất khó khăn như thế này sao mà 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 làm được nó cho vay tính là các bạn thấy lãi suất cho vay có giảm đâu lãi suất đầu vào thì thấy giảm nhưng đầu ra có thấy giảm miếng nào đâu nó nợ thì họ chỉ cho giãn nợ thôi chứ họ đâu có cho luôn đâu rất rất khó khăn các bạn thấy tình hình mọi thứ cực kỳ khó khăn chứ nó nói nếu mà siết 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 hồi chả biết siết kiểu gì đó thì đấy ở góc độ mà chúng ta à, tính toán đúng không tính toán về mọi thứ rồi ngoài ra thì chúng ta thấy hôm vừa rồi là có bộ trưởng bộ ngoại giao mới đúng không cũng có điện đàm với bộ ngoại giao bộ trưởng bộ ngoại giao của trung quốc thì cũng nói rằng hai bên cũng sẽ tiếp tục hợp tác đúng không thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất và lành mạnh đó, cũng trao đổi rất nhiều rồi cũng gọi điện cho Ấn Độ cũng trao đổi điện đàm với bên Ấn Độ để mà phấn đấu đưa cái kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt khoảng 15 tỷ đô trong quý 1 vừa nó đạt khoảng 3,1 tỷ đô rồi nó cũng tăng tới ba mấy phần trăm như vậy là cũng cũng khá là tích cực tức là nói xét về một góc độ đó chúng ta nhìn tình hình thế giới mà và nhìn vào trong nước mọi thứ đang khá ổn cũng không quá xấu đâu nó rồi các bạn đọc báo cáo tài chính của các doanh nghiệp rồi dựa trên các cái công bố thông tin thôi doanh nghiệp nào làm ăn cũng lãi mạnh có ít rất ít doanh nghiệp lỗ và thậm chí là nhiều doanh nghiệp đặt cái chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận của năm 2021 còn tăng hơn rất nhiều so với năm 2020 mà bạn biết là 20 là là dịch rất là nặng tại sao doanh nghiệp của họ vẫn cứ lãi đó thì thì chúng ta theo dõi thêm các cái diễn biến như vậy chứ chúng ta cũng không không có quá bi quan và người ta vẫn cứ lập đỉnh tại sao chúng ta vẫn cứ loay hoay <laughs> chúng ta vẫn loay hoay loay hoay tôi nói là loay hoay bao nhiêu năm nay rồi thời điểm khủng hoảng năm 2008 hay 2009 là chúng ta cũng đã gì cũng đã từng đạt 1.200 điểm rồi các bạn À, nếu bạn nào tham gia lâu chúng ta sẽ, sẽ, nhớ là cái đỉnh của chúng ta là, là từ năm 2008 đến giờ 2008 2009 cái thời đấy là thời khủng hoảng ấy. thì lúc đấy các bạn hình dung lúc đấy Dow Jones nó mới loanh quanh 13.000 điểm thôi đúng không ạ 13.000 điểm thôi đến bây giờ nó đã 34.000 rồi các bạn hình dung nó lên gấp mấy lần gần gấp 3 lần này chúng ta vẫn cứ loay hoay ở vùng này thôi. loay hoay mãi thôi các bạn đó, thì cái đó thì chúng ta vẫn vẫn phải gọi là vẫn phải thừa nhận phải xác nhận với nhau chứ không không gọi là quá gọi là quá lạc quan cũng chẳng phải là quá bi quan trong giai đoạn hiện tại đó rồi còn quay trở lại với cái diễn biến của thị trường như này là chúng ta thấy là câu chuyện cái tuần vừa qua tiền vào nhiều không vào nhiều chắc chắn đây là tiền vào rất nhiều đây chúng ta không thể nào mà mà uh, chối cãi được cái việc tiền vào nhiều đúng không tức là gì thanh khoản nó gia tăng hết nghẽn tăng thêm 25% nữa là tăng rồi Vậy thanh khoản tăng Giá không đi được Giá không bức đi được Bởi vì cái phiên này này nó đúng lý là cái phiên này phải là phiên đi và đi luôn đấy các bạn nó đi dạng như thế này là đi là phải đi luôn bởi vì sao nó hết nghẽn rồi đó nhưng mà rồi sao chúng ta thấy cái lượng hàng nằm ở phía dưới này cũng nhiều không kém và cái sự kỳ vọng cái sự lo lắng của nhà đầu tư lúc này vẫn có và gì cái áp lực chốt lời cũng khá lớn luôn đó các bạn thấy không phiên ngày thứ sáu là cái 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 cổ phiếu của cái phiên đua lệnh này về này đó. phiên này là phiên đua lệnh thực tế là đua lệnh bởi vì sau phiên này hết nghẽn này phiên hôm sau mở gáp lên tới đây và nó đua lên tới đây đó tất nhiên là phiên này nếu ai trong nhóm mình thì mình nhắn các bạn là bán ở trên này xuống dưới này mua lại đúng không ạ và mua lại ở phía dưới này thì phiên ngày hôm nay nó rung lắc cho phiên thứ sáu rồi nó rung lắc cho cũng điên đầu luôn đó và tôi đánh giá góc độ nếu phiên thứ sáu mà không có hiện tượng nghẽn thì có khả năng nó sẽ kéo thành một cái nến doji đẹp hơn đẹp dạng giống như cái nến cuối tuần này này tức là cái, cái cái, cái độ biến động độ rộng của nó cái của thân nến nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu nữa nó rồi chúng ta xét nếu chúng ta xét theo cái cái dạng đồ thị đến tuần nó là một cây đôi gì à, một cái đến cũng nói thực là cái đến xấu một cái đến đảo chiều các bạn nến tuần nha nến tuần là một cái nến đảo chiều tất nhiên là trong nó vẫn là nến xanh đó, nhưng mà trong một xu hướng tăng mà gặp ông nội này thì chắc chắn là tuần này giảm Đó, nếu bạn nào gọi thuần về reaction thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái nến đảo chiều và tuần này chắc chắn là một tuần giảm điểm mà chúng ta thấy là cái câu chuyện hiện tại bớt nghẽn tiền vào đúng không đó vậy thì tuần tiếp theo này chúng ta xem xem liệu cái tiền nó còn vào tiếp tục để đẩy thị trường lên hay không hay là cái tiền vào bớt nghẽn chỉ là để cho chốt lời đúng không ạ rồi bản thân nếu chúng ta theo dõi sát thị trường chúng ta sẽ thấy là gì trong cái tuần vừa qua không phải trong tuần vừa qua trong hai tuần vừa qua luôn á là cái kết quả kinh doanh nó cũng manh nha nó ra thôi nhưng mà nó cũng làm cho cái thị trường phân hóa đúng không thị trường phân hóa từ trong chính các cái dòng cổ phiếu từ trong chính các dòng cổ phiếu trụ cổ phiếu midcap cổ phiếu penny nó nó cũng là những cái tin tức mà chúng ta cần chú ý đúng không ạ rồi các cái cổ phiếu mà nó đã tăng mạnh thì nó sẽ bị áp lực chốt lời là cái đấy là đúng thôi đó, có những cổ phiếu tăng rất mạnh nha các bạn nhìn những cái đồ thị của nó nó tăng gọi là dựng đứng luôn á thì cái đấy bị áp lực chốt lời là đúng rồi hoặc là các cổ phiếu yếu cũng bị chốt lời yếu rồi liên quan đến gì liên quan kết quả kinh doanh không tốt cũng bị chốt lời thì rõ ràng là cái lực bán ở vùng này rất lớn đúng không ạ đó rồi gì nữa nếu những mã tăng thì nó tăng cũng theo cái sự phân hóa chứ không phải là con nào cũng tăng đặc biệt là đối với nhóm trụ rất nhiều cổ phiếu trụ tăng để giữ nhịp đúng không ạ tăng để giữ nhịp thôi và gì lúc tăng thì cái số mã tăng cũng không nhiều bởi vì tăng tập trung vào một số trụ nhưng khi mà giảm thì lại giảm đồng loạt đấy các bạn hình dung câu chuyện ví dụ những cái cây nến tăng như thế này này các bạn thấy là cái số mã tăng nhiều khi nó chỉ gấp đôi số mã giảm thôi hoặc là nó xem xem bằng nhau thôi nhưng với những cái cây giảm điểm như thế này là số mã giảm gấp 3 lần số mã tăng nó thì rõ ràng là gì giảm là giảm đồng loạt mà tăng thì chỉ một vài cái trụ tăng thôi cho nên là cái vùng này chúng ta sẽ dễ thấy tình trạng là thị trường tăng điểm nhưng mà danh mục của chúng ta vẫn đỏ Đó, thế mới lạ đúng không ạ kéo trụ thôi mà rất nhiều trụ là tăng tăng thốc tăng tăng điên đầu trong cái giai đoạn vừa qua mà chúng ta không hình dung là chuyện gì đó và nó vẫn giữ vẫn được neo giữ thôi luôn phiên nhưng mà đôi lúc cũng có những phiên bị đạp chuối bụi đó, thì rồi gì nữa một số các cái tin mà chúng ta một số các cái cái cái, cái thực tế thị trường chúng ta phải nhìn nhận là gì cổ phiếu penny tăng nhiều ạ tăng nhiều nhưng mà hôm trước mình có một phiên mình thống kê cho mọi người đó, tới 130 mã cổ phiếu penny tăng giai đoạn này penny tăng rất nhiều tăng nhiều về cả về giá tức là nó tăng nhiều phiên đấy các bạn, nhưng mà một phiên. Rồi nhìn nó tăng nhiều cả về số lượng mã và đặc biệt là tăng nhiều cả về thanh khoản nữa. Ví dụ như hôm vừa rồi rốt nó thứ sáu thanh khoản cả trăm triệu cổ, Như các bạn thấy một con số khủng khiếp không? 100 triệu cổ phiếu được giao dịch một phiên. Đấy. Thì thì đây cũng là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta cảm giác lo lắng bởi vì đấy nó một loạt các cái dữ liệu như vậy để cho nhà đầu tư là gì? Lo sợ liệu rằng thị trường nó đang phân phối hay không. Đúng không ạ? Neo trụ để mà thoát các cái cổ phiếu khác đấy bởi vì trụ yếu cỡ nào người ta cũng thoát sau cùng hết bởi vì trụ đôi khi nó là những cổ phiếu mạnh và nó sẽ chạy lại nhanh nhất Thì khi nó chỉ cần hồi nhẹ là cái thôi người ta thoát cái nữa là hết đó thì đấy là cái cách mà nó đánh để được phân phối đúng không ạ nó còn nếu tích lũy thì như thế nào nếu tích lũy thì nó cũng sẽ vẫn phải đi trong bên này và giữ được vùng này tôi, tôi có cảm giác cây nến này nó vẫn giống như giữ cho chúng ta thấy là không phải là phân phối đúng không ạ và nếu không phải là phân phối thật thì trong tuần tiếp theo nó không được thủng ở cái 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 cái, cái nền này thậm chí là không được thủng vùng 1220 đó. Mà nếu nếu đúng luôn á, tôi nói các bạn nếu không phải phân phối thì không được thủng cái 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 kênh giá dưới này. Cái đường phía dưới này, đó, đường dưới này. Tức là không được thủng luôn cả râu nến này. Quanh 1228 đúng không? Test một lần, hai lần, ba bốn lần rồi, nói chung nhiều lần rồi. Đó thì nhiệm vụ của anh là gì? Nếu tuần này để xác định xem là phân phối hay không, đúng không? Tích lũy hay phân phối. Thì có thể là thứ hai theo quán tính đúng không? Giảm về đây xong rút chân lên và rút chân lên là cố gắng đánh bức khỏi cái vùng đỉnh của nó trên này 1267 1268 này thì nó mới không là phân phối nhưng mà Đấy, còn ngược lại mà gãy luôn cái vùng này và thậm chí gãy luôn MA20 thì có lẽ là xấu thật xấu lắm ha à, chúng ta xét về đó nhúng xuống để cho cái gì để cho RSI nó chạm đây xong nó bật lên Đấy, cái kênh lên của RSI vẫn đang khá khá cứng nếu chúng ta tính theo RSI tuần thì nó lại đi vào vùng quá quá mua mất rồi Đấy, đấy là nó đi ngang nhưng mà nó đi vào vùng quá mua rồi đó và đặc biệt là chúng ta thấy cái tín hiệu cực kỳ quan trọng của thị trường đó là rồi ra phân kỳ nhá phân kỳ âm của rồi đây này bạn thấy giá thì lên rồi đây chui xuống đến tuần hay đến ngày thì cũng đều vậy đó là một cái tín hiệu xấu đấy này mình nói từ tuần trước rồi đó, thì, thì, chúng ta theo dõi thêm rồi thêm một cái nữa là cái động thái của dòng tiền các cái quỹ đầu tư trong tuần vừa qua nó cũng bán ròng liên tiếp đây tổng hợp nhau gì của quỹ đầu tư trong tuần từ 12 đến 16 tháng 4 chúng ta thấy đây là tên các quỹ đầu tư của đa phần đây cái màu đỏ là bán chỉ màu đen là mua vào thôi nó chỉ mua vào cổ phiếu tiếp là có 39.000 thôi còn lại là bán miệt mài luôn Đó, các quỹ các quỹ đầu tư trong tuần vừa qua là họ bán ròng đấy là về quỹ Với tự doanh cũng bán ròng tự doanh bán ròng tuần vừa rồi 135 tỷ tức là giá trị bán thì nó giảm khoảng 60 phần trăm nhưng mà nó là tuần bán ròng thứ năm liên tiếp và tính ra họ bán gần 1.500 tỷ này bán ròng khối tự doanh 5 tuần bán 1.500 tỷ khối ngoại cũng bán ròng trong tuần vừa rồi tuần trước thì khối ngoại mua ròng trong tuần này lại bán ròng và bán ròng quyết liệt hơn ác liệt hơn khô tuần này khối ngoại bán ròng mạnh khoảng 2.500 tỷ và tập trung vào các trụ lớn thì tất nhiên cái giá trị nó lớn là nó tập trung vào các trụ ví dụ Vinhome Vinamilk CTG Hòa Phát Gat vpbank Bank các trụ lớn không là bị bị khối ngoại bán à, bán quyết liệt và bán mạnh đó thì dẫn đến là cái, cái cái cái, cái giá trị bán của khối ngoại nó cũng khá là lớn trong tuần vừa qua đó, thì đấy chúng ta thấy dấu hiệu của dòng tiền lớn các cái tổ chức trong nước cũng bán ròng tự doanh bán ròng khối ngoại bán ròng có một đơn vị mua duy nhất đó là nhà đầu tư cá nhân của chúng ta nhà đầu tư cá nhân đang mua ròng và mua ròng miệt mài từ tết đến giờ luôn họ vẫn mua thì đây có thể là vùng gì có thể cái 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 sự kỳ vọng của nhà đầu tư ở những vùng như thế này lên tới đây họ cảm thấy thôi hết rồi sóng năm loanh, loanh quanh đâu đó ở đây là hết rồi thì người ta không tham gia nữa và người ta thoát ra nhưng vẫn có một lượng đấy chúng ta thấy tuần trước báo cáo về tháng trước báo cáo về cái số lượng nhà đầu tư mở mới khủng khiếp một trăm ba mươi mấy ngàn tài khoản mở mới thì có thể là họ thấy loanh quanh đâu đây hoặc họ thấy ừ, vượt một hai trăm rồi kỳ vọng lên một ba một bốn một rưỡi thì họ lại mua vào cái sự kỳ vọng tức là chúng ta đánh đổi sự kỳ vọng không, những người đạt kỳ vọng rồi họ chốt những người đang có những kỳ vọng cao hơn họ mua lại ở vùng này đó bản thân thị trường chứng khoán là sự kỳ vọng thế thôi chứ các bạn đừng hỏi ai cũng bán ra thì ai mua đấy các bạn thấy không tự doanh dòng tiền lớn dòng tiền bé gì bán khí thế luôn nó vẫn có người mua hết mua mua rút chân lên luôn họ thế thì xem rút không đó còn nếu chúng ta nhìn nhìn kỹ hơn một chút xíu thì đây chúng ta thấy cái mô hình hai đỉnh đúng không ạ hai đỉnh này đó rsi là cũng hai đỉnh luôn là xấu chứ xét về góc độ đấy nãy tôi nói nến tuần là cũng cho xu hướng xấu nến ngày xu hướng cũng xấu luôn đó nhưng mà giờ cái sự kỳ vọng lớn nhất tôi vẫn nghĩ là cái vùng mà 20 ở loanh quanh đây tương ứng với cái khoảng gáp này này đó thì nó sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong cái tuần tiếp theo còn chỉ cần một cây hai cây tức là như thứ thứ ba thứ hai thứ ba mà thủng luôn mà 20 thì cái vùng về mà 50 theo tôi nghĩ cũng không đỡ nổi đâu nó sẽ về tít dưới đây này đó thì à, chúng ta phải theo dõi thêm tiếp tuần này chỉ có bốn phiên thôi cũng là không không nói nhiều không không kỳ vọng nhiều được à, nhưng mà nó là cái tuần theo tôi đánh giá là nó nó là bản lề để mà xác định xu hướng vậy thì cái giải pháp của chúng ta là gì? Tầm này theo tôi nghĩ là vẫn mua mới thì tạm thời chưa mua mới tạm thời chưa còn ai đang cầm cổ phiếu ai đang có cổ phiếu thì chúng ta cành chốt ưu tiên chúng ta vẫn cầm tiền tôi nói rồi chúng ta cầm tiền thì chúng ta sẽ chủ động hơn đấy là những vị thế gọi là lướt sóng ngắn hạn đúng không ạ? Lướt lát thì chúng ta cứ vậy còn chúng ta mua dài hạn cho xác định trong một cái kỳ vọng xa hơn tôi nói rồi cái kỳ vọng của chúng ta là xa hơn cho cái tầm nhìn xa hơn thì chúng ta cứ giữ thôi cũng không 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 có gì là quá lo lắng cả. đặc biệt là sử dụng không được sử dụng margin cho cái việc nắm dài hạn cũng như là trong cái giai đoạn hiện tại không được sử dụng margin ai có thì ít nhất là nếu chúng ta muốn nắm lâu thì chúng ta phải bán hết margin đã nắm bằng tiền thật nắm bằng tiền của mình thì các bạn có thể nắm dài hơi hơn à, chúng ta vẫn nhớ nó điều chỉnh thì có về một nghìn xong lại lên thì nó lại lên tiếp thôi à, chúng ta được ưu tiên được cái vị thế còn chúng ta cứ thập thà thập thò đôi khi là gì bảo là bán đi rồi chờ nó giảm mua lại nhưng mà nhỡ bán đi rồi xong nó chạm đây nó về test vùng 20 xong nó bật lên lên đi như điên cuối cùng chúng ta lại phải mua lại với giá cao hơn đấy là với những người lướt sóng thì chúng ta chấp nhận những câu chuyện như vậy còn những người dài hơi hơn thì thôi chúng ta cứ giữ tắt máy làm việc khác đi bởi vì đôi khi bây giờ nó cứ đơ đơ rồi nó cứ chớp chớp, chớp nhìn nhức mắt không được cái gì cả Đó, nhiều khi đầu tư rồi vừa đau đầu đau não đau mắt nữa đau đủ thứ Đó, đau cả tim nữa Nhiều bạn thấy hồi hộp có đau tim mới mua xong rồi thấy trong phiên thấy nó giật xuống đây, hoảng hồn luôn Ê, mấy những cây như thế này này đó, đúng không đầu phiên nó kéo lên xanh ngát, bắt đầu là thi nhau đua, thi nhau đua lệnh, tới cuối phiên đóng cái kịch ngay đây nghe thấy đầu tìm mua xong cái lỗ ngay trong phiên là thấy tim bất an này, đúng không? Đó, thì thì thôi chúng ta cũng trong tình huống nào cũng vậy, các bạn cứ bình tĩnh cũng cứ thận trọng, Đó, có thể nó về loanh quanh m 20 này hoặc là tốt nhất ở đây chạm đây rồi bật lên, còn bật lên mà nó cứ đi lình xình ở trong vùng này thì cũng nguy hiểm này, bật lên thì cuối tuần làm sao cố gắng đóng trên cái cái, cái thanh trên này, này thì nó mới thoát được cái vùng phân phối này còn nếu không thì cũng khá nguy hiểm. Hai các bạn theo dõi tiếp các cái diễn biến của từng phiên thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá nó chi tiết hơn. Chứ bây giờ ngồi mà chúng ta kỳ vọng bản thân thị trường tin tích cực thì cũng có mà tin xấu thì cũng có đúng không ạ? Chim lợn cũng có rồi, nói chung rất nhiều thứ. Các bạn cứ chủ động trong cái danh mục của mình. Đó. Theo tôi là cứ không được sử dụng margin nhịp này. Thế thôi, có thì bán hết đi. Còn ngắn hạn cũng chưa tạm thời chưa mua nữa. Lướt sóng cũng chưa mua đúng không? Dài hạn cũng vẫn phải chờ. Rồi xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn có một tuần giao dịch hiệu quả. Xin chào các bạn.